Bên kia không có, nên sao? Túi chứ gì? Trả hàng lại cho tụi tao. Tụi mày dám đột nhập cướp hàng của anh Tâm hả? Đuổi đi. Quá đi mà lấy. Nè, đứng còn bắn tao. Nếu tụi mày bắn tao, số hàng này sẽ bị đất. Tao và số hàng này sẽ bay xuống sông. Ông đi. Ông đi. Ông đi. Nếu mày ngoan ngoãn giao cái hàng lại cho tụi tao, tụi tao sẽ tha mạng sống cho hai đứa mày. Cứ một thằng qua đây lấy. Mày xuống. Dạ. Khoan đã. Mày bỏ con dao xuống. Sao đây cả? Làm theo lời nó đi. Tao kêu mày bỏ dao xuống. Qua đây lấy. Đúng mày. Mày bắn tao. Tao sẽ giết chúng mày. Đừng mở động, đừng mở động, từ từ. Lùi lại. Lùi lại. Tao
Cứ gọi nữa giờ, lưu lại. Đừng bên đâu. Đúng hàng rồi, rút đại ca.